Gần đây, đoạn video về một cụ bà neo đơn sống tại mái ấm bị một người đàn ông hành hạ được lan truyền khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hiện tại, người đàn ông gây ra vụ việc đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội hành hạ người khác. Theo đó, vào ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông HVG đang làm việc tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết, phường Thạnh Lộc, quận 12, nơi xảy ra vụ việc. Qua điều tra, ông G chính là người đã chửi bới, đánh đập cụ VTT, 85 tuổi. Ông làm việc tại mái ấm được 3 năm với nhiệm vụ quản lý, trông coi và chăm sóc các cụ già. Bà T là một trong số 14 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, sinh sống tại đây. Do bức xúc với hành vi của người đàn ông này, một người đã dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội. Hiện tại, sức khỏe của cụ T đã ổn định. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.